hết hai chảo luôn. Sao lại hết chảo rồi ạ? Sắp hết hai chảo, nếu chưa là hết chảo. À. Hai chảo, lúc nào cũng hai chảo mà. Hôm nay là chảo trâu không có. Bác này là làm bao nhiêu cân hả bác? Hôm nay làm 30 cân. 30 cân ạ? Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Tây Bắc Quê Tôi. Mình là Huân. Hôm nay là chợ phiên Bắc Hà các bạn ạ. Đây là khu vực bán chó này. Mình sẽ dẫn các bạn đi thưởng thức những cái món ăn gọi là ngon nhất ở chợ phiên này. Món ăn tốn rượu và tốn cơm nhất các bạn ạ. Đây là khu vực chợ chó này. Mọi người đang bán chó ở khu vực này. Rất là đông các bạn ạ. Đây các bạn nhìn xem. Ở Bắc Hà này thì có thể là có những con chó sủ ấy. Giá của nó có thể lên đến vài chục triệu các bạn ạ. Bằng con xe máy luôn ấy. Mà hôm nay không, mà chúng ta sẽ đi thưởng thức món ăn trước nha các bạn nhé. Đây các bạn nhé, đây là cái khu vực ẩm thực của chợ phiên Bắc Hà. Kéo rất là dài các bạn ạ. Cái khu vực này nó phải kéo dài khoảng độ 3-40 quán gì đấy. Đi qua này các bạn xem này. Hôm nay thì trời mưa và rất là lạnh nên là mọi người đi chợ hơi muộn tí nhé. Đây các bạn xem, nghe món ăn trông rất là hấp dẫn các bạn ạ. Đây là có gà chế này, phụ các thứ này. Nhìn rất là thích các bạn ạ. Thì cá bản này, nhìn nó phê tuyệt vời luôn. Này, đi lên tiếp trên này cũng là một cái quán bán phở nữa này. Đây các bạn nhìn xem. Trông rất là hấp dẫn. Đây các bạn ạ. Những cái hàng quán ở đây thì mọi người hay bày ra những cái mâm và những cái khay như thế này. Đây là những cái để mọi người cho phở ấy. Người bày ra thì ai ăn cái nào thì sẽ là chọn cái đấy nhé các bạn nhé. Mình sẽ ra quán mà mình hãy ăn. Hello anh. Định quay phim nhỉ? Dạ vâng. Tình hình là sáng nay có món gì anh nhỉ? Cố, rất là nhiều. Vẫn đang cố ạ. Đang cố phở bún. Cái gì con? Chắc là cho em bác thằng cố con đi. Con này nhỉ? Vâng. Ở đây em ơi. Đây là ngon ngon. Hôm nay là ngựa hay là ngựa? Ngựa. À vẫn ngựa. Đây là món thằng cố ngựa nha các bạn nhé. Thằng cố ngựa đây. Thằng cố ngựa mời chữ giá giảm ngon lắm. Dạ. Đây. Đây các bạn nhìn xem, thằng cố ngựa thì rất là hấp dẫn. Đó, mình thấy thì có xả xít các thứ này. Đấy, rất là nhiều thảo quả, hoa hồi này. Rất là hấp dẫn. Đây, nhà anh ấy còn bán phở đây này. Ba chỉ nó nhiều gà nhỉ. Chân lợn đen, đây lợn đen này, ngon chưa? Đấy, rất tuyệt vời. Lòng phèo trễ lưỡi này. Cháu đi hơi muộn tí. Đấy các bạn ạ, đều là những món rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ vào mình ăn thằng cố nhé các bạn nhé. Đây là bát thằng cố ngựa của mình các bạn ạ. Trông rất là hấp dẫn. Còn đây là bát nước chấm này. Ớt với cả là rau thơm các bạn ạ. Rồi giờ mình mời các bạn thưởng thức với mình nhé. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Em bây giờ về đây rồi. Đúng quá. Đây là có xả nước chấm thì rất là nhiều ớt các bạn ạ. Đây phải ăn ớt thì khiếp. Đây các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Đây các bạn nhé, đây là những cái thức ăn để mọi người cho vào phở ăn này. Khi mà các bạn đến đây các bạn sẽ chọn là phần nào ví dụ như con của con gà ấy, người chặt ra thì nó sẽ tính lại nhé các bạn nhé. Nào ăn gà bản nào, gà tao nào, nông thị trường nhá. Dạ vâng ạ. Quán của bác này rất là vui các bạn ạ. Mình rất là hay đến đây ăn. Còn cố ngựa thì không có gì để ăn được rồi. Rất nhiều món ngon các bạn ạ. Còn những bạn rất là xinh gái nữa.
Này, chảo này cố mình vừa ăn bát đấy các bạn này. Bốc khói nghi ngút nhá. Cái chảo này thì chỉ cần một lúc nữa thôi là hết rồi đấy. Là hết hai chảo luôn. Sao lại hết chảo rồi ạ? Sắp hết hai chảo, nếu chưa là hết chảo. À. Hai chảo, lúc nào hai chảo. Hôm nay là chảo trâu không có. Bác này là làm bao nhiêu cân hả bác? Hôm nay làm 30 cân. 30 cân ạ? Làm sợ mưa quá không có khách. Vâng. Các bạn nha, bên này thì mình thấy có một cái đĩa lòng rất là to các bạn ạ. Đây này, có những cái chân giò này, trông rất là hấp dẫn, rất là ngon. Chị chủ quán thì rất là xinh đẹp. Tí em quay lại ăn nhé. Đây này là phải đi tác nghiệp đấy. Đấy các bạn xem, trông rất là hấp dẫn này. Đấy. Cái món này là những món ăn tốn rượu và tốn cơm nhất ở đây các bạn ạ. Đây, cho các bạn xem cái dãy ẩm thực ở đây rất là dài này. Đây, kéo dài lên trên kia nữa, mất một đoạn nữa và chúng ta đi xe vòng sang bên phía bên tay phải này nữa. Khoảng mỗi chỗ khoảng tầm đi sang gần 100 mét nữa mới hết cái chợ ẩm thực này nha các bạn nhé. Như mình nói đấy các bạn ạ, ở chợ phiên này mọi người hay bày ra những cái mâm này để mọi người cùng nhìn. Nghĩa là các bạn muốn ăn như kiểu là miếng thịt lạc đằng trước này chẳng hạn, thì người ta sẽ cắt ra và tính lạng cho các bạn nhé. Ví dụ một lạng là 20-30 nghìn chẳng hạn, lòng này thì là lạng 15 nghìn. Bên này cũng vậy nha các bạn nhé. Thịt gà ngon quá, hôm nào để cho một con nhá. Nhà cô có gà trống ạ. Gà mái thôi, gà mái mua để gà đẻ ấy. Mình mua về mình khắc nuôi ấy. Ở đây thì sẽ có những cái món như kiểu là đầu tai mõm như ở đây này các bạn này. Đầu tai mõm, lòng, trễ, gà, đó. Chân giò là cái nhiều nhất nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn xem ở trên mâm là trông rồi thèm kinh khủng, nó vừa ăn tí rồi ăn tiếp các bạn ạ. Đi chợ phiên này thì béo lên rất là nhanh. Mình giờ đã lên được 4-5 cân đấy các bạn. Chợ phiên này có những cái món rất là đặc biệt. Bên này có một cái chậu bánh đúc nhé các bạn nhé. Bánh đúc này mọi người ăn kèm với cái nước chua này các bạn này. Cái này thì mình không rõ như là làm từ ngô thì phải. Nó vàng vàng. Đây mọi người sẽ cắt ra bát như thế này nhé các bạn nhé. Và đây mình thấy cũng có rất là nhiều chân giò này. Chân giò và lòng. Đấy, nhưng mà cái món này thì gọi là bạn nào hợp khẩu vị của cái nước chua ấy thì là sẽ ăn được nha các bạn nhé. Nó cho một món rất là lạ. Mình nghĩ là các bạn nên thử một lần. Đây là xôi này các bạn này. À, đồ trong cái chõ này hả bác? Này thì bán như nào bác? Bán bát 10.000. Bát 10.000 cho cháu 20.000 đi. Đấy, bao tiền báo rau cải này đấy. À, cái này phải đậy vào cho nó nóng các bạn ạ. Không được bỏ ra lâu được. Ừ, đấy, mua cái túi 3.000 như thế con đồng ý. Một bát này 10.000 hả bác? Bát đây. Mua đây. Cái xôi này thì được các bác làm từ những cái cây tự nhiên nha các bạn nhé. Màu nó rất là đẹp và nó có cái mùi thơm ấy. Tự nhiên đấy. À, gói bằng lá chuối ạ. À, có một cái rất là hay là gói bằng lá chuối nha các bạn nhé. Rất là bảo vệ môi trường. Đây là à. Đấy, xong bây giờ mới cho vào túi bóng. Không, tí nó bị dính túi bóng ấy bác nhỉ? Không, dính lá thôi. Này trời lạnh lắm bác nhỉ?
hôm nay trời mưa. Một ít là lạc vừng nữa ăn nó ngon. Ở bên này mình thấy là có cái món mẻn mén nữa này các bạn này. Dạ. Bát mẻn mén này bao tiền một bát đi? 10.000 ạ. Cho một bát đi. Về ăn thử. Ngon lắm cơ. Dạ vâng. Ngon đấy. Đây, đi vào Peru các múa. Đi vào Peru. Múa mà. Đi vào Peru. 10.000 ba mớ. Đây là món mèn mén nhé. Mở ra cho nó quay. Quay cái gì? Không cho quay. Dạ, tiền quay đấy. Quay vẳng quá. Chọn đi. Đây, mình lấy 10.000 mèn mén nữa về ăn trưa luôn các bạn. Ủng hộ các bác cái ngày mưa gió luôn. Trái này bán lủng mốc quá. Đang mất trái lắm đây. Trái này có lủng mốc nhỉ? Đây là khu vực bên trong chợ nha các bạn nhá. Bên trong chợ này thì mọi người bán những cái mặt hàng, ví dụ như ở cây phong lan các thứ này. Nhưng mà cái này không phải là cây chính của chúng ta. Mình sẽ xin phép đi vào trong này một chút và xem cái món mèn mén. Được chưa? Anh chả ăn gì cơ. Anh chả ăn đây các bạn ạ, đây là cái chảo ốc đậu nhá, hai chảo rất là to các bạn. Hôm nay thì trời hơi bị mưa một chút, lại xa một chút nhé. Trong cái chảo ốc đậu này thì sẽ có rau nhé các bạn nhé. Bình thường thì đến mùa rau cải thì mọi người sẽ cho rau cải này. Bên kia thì mọi người chưa cho rau nhiều bởi vì là chưa đến giờ bán nhiều các bạn. Đây, và đây là cái mèn mén này. Trắng chó này. À nhưng mà đây là mèn mén trắng nhá, đây là từ ngô trắng này. Trông rất là ngon các bạn ạ. Xin gì ạ? Đi tàu không ạ? Mông ạ. Mông ạ? Vâng. Đây là cái rau thơm để ăn kèm với món mèn mén và ốc đậu này các bạn ạ. Đây có một lọ ớt này, đây là chắc ớt mùa khương rồi. Và đặc sản ở chợ phiên các bạn. Ăn mèn mén đi. Đây, khu vực này thì mọi người bán là cái cán cuốc, cán xẻng và kiểu cái đòn lưỡi cày các bạn. Đây, bên này mình thấy mọi người bán cái cày ở đây này. Cái cây và cái đũa như các bạn nhé. Này là mọi người tự làm, nhà nào thủ công nhé các bạn ạ, chứ không phải là làm máy móc gì đâu. Ở đây thì mọi người không có máy móc để làm đâu các bạn. Đó. Trông khá là nhẵn bóng đấy. Phía trước mắt các bạn đây là khu vực chợ bán chim nha các bạn nhé. Đi sang bên kia là mọi người sẽ bán ngựa ở bên này này. Đây là khu vực chợ bán chim. Mọi người mang chim đến chọi hay bán để bán đây nhé các bạn nhé. Đây là một quán thành cố dê các bạn ạ. Lấy cái đầu dê và hai cái mảng sườn dê được rút xương các bạn nhé. Và ở đây thì mình thấy là có hai cái chảo thắng cố rất là to. Thì như là thắng cố ngựa rồi. Bên này là thắng cố ngựa này, bên kia mới là thắng cố dê. Cái này thì không đun than mấy lên là nó không sôi mấy các bạn ạ. Đây trồng một tí là nó đông mỡ như này này. Đây còn bên này là chảo thắng cố dê này. Đấy. Các bạn xem nhá, có sả xiếc này, hoa hồi mắc khén các thứ này. Nó đầy đủ gia vị luôn các bạn ạ. Giới thiệu qua một chút cái món thắng cố dê này thì mọi người sẽ dậy sớm khoảng độ từ 1-2 giờ sáng nha các bạn nhé. Thì mọi người sẽ mổ dê xong và khui con dê các bạn ạ. Khui và sẽ là làm tất cả các bộ phận của nó lại. Có mỡ đâu? Cháu cứ chả ra vào đấy nhá. Ngon. Ngon.
thử xem rồi ăn cho bắt nhiều rồi Lào Cai, bắt nhiều rồi Lào Cai. Nóng trông rất là hấp dẫn các bạn. Hai ba lồng đi. Nhà bác bán là nuôi ở trong nhà bác. Bác, bác đây là cái nồi gì đấy ạ? À, ốc đậu ạ. À, đây cũng là một cái nồi ốc đậu nữa các bạn ạ. Bác này thì bán cả hàng số luôn ở bên này. Đây, ốc đậu này để sôi lên xong mọi người sẽ cho nước chua vào nha các bạn nhé. Nước chua thì sẽ lấy từ ngày hôm trước để làm cái nước chua cho ngày hôm sau. Đó, các bạn nhìn xem. Cho giấm hả bác? Không đủ nước chua thì cho thêm tí giấm nhưng mà đủ rồi. À, nghĩa là không đủ nước chua thì cho thêm giấm nhé các bạn nhé. Thì nó mới đông thành cục lại các bạn ạ. Còn ốc đậu này ăn kèm mén mén thì tuyệt vời, thôi rồi luôn. Em đi đâu ấy? Em đi chợ. Đi chợ anh? Cái này sợ dịch à? Bỏ khẩu trang nha cái thế nào? Em sợ dịch lắm. Hả? Em sợ dịch lắm. Bỏ khẩu trang nha cái thế nào? Thôi à, xem ngắm cái. Có người yêu chưa? Có người yêu chưa? Chưa. Hả? Chưa. Chưa bỏ khẩu trang ra cái nào? Thế nào? Bỏ ra cái nào? Em không bỏ đâu. Nhanh không bắt vợ bây giờ? Nhanh lên, nhanh không bắt vợ bây giờ? Không tháo đâu. Xem một tí ạ, bỏ ạ. Nhanh lên. Nhanh lên, nó cho số điện thoại xong mới cho đi. Nào nào. Rồi, nào, nào. Nhanh lên, cho số điện thoại cho đi. Em làm gì có điện thoại đâu mà xin. Điện thoại trong túi. Không. Bỏ ra xem, có điện thoại luôn. Hai chị em hả? Vâng. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em sắp 18 rồi. Hả? Sắp 18. Ờ, sắp 18 thì kéo được rồi. Thế cho anh số điện thoại đi đã. cho anh số điện thoại đã. Em không có. Hả? Em không có. Lại không có rồi, lại lừa anh rồi đấy. Thật mà. Nhanh lên, không anh bắt cả hai chị em về bây giờ. Anh cứ bắt đi. Hả? Anh cứ bắt đi. Thế đi về với anh đi. Đi. Thôi. Đi về với anh đi. Anh nói thế em là sao mà đi. Ờ, thế đi về với anh đi. Về với anh đi. Thôi, em đi chợ đã. Về với anh đi xong là nhờ chấp nhận hộ anh cái mã gen của anh cái. Sự nổi tiếng của cái mảnh đất Bắc Hà này đã kéo được rất là nhiều du khách lên đây. Là những cái du khách từ nước ngoài, từ nước Pháp, Mỹ, Canada, Australia sang đây rất là nhiều các bạn nhé. Đây thì nó nổi tiếng với những cái món ăn này, mọi người rất là thích các bạn ạ. Các bạn ạ, đến chợ thì phải làm một bát thắng cố và vài chén rượu nhâm nhi cùng với nhau. Hai bác khá là lớn tuổi rồi. Đấy, một ngày đi chợ là chỉ cần được một bát thắng cố với mấy chén rượu là ấm lòng rồi các bạn nhé. Người vùng cao là thế, uống không say không về các bạn ạ. Người đi chợ ăn phở thì rất là đông các bạn ạ. Mọi người đi chợ ở đây thì chỉ cần đến ăn một bát phở hoặc là đến ăn bát thắng cố là mọi người đi về thôi. Đấy, những người chỉ cần như thế thôi. Đây, các bạn xem này, đồng bào mọi người đi chợ rất là nhiều. Những cái hàng ẩm thực này thì là những cái hàng bán chạy nhất các bạn ạ. Dạ. Chào anh. Ông ơi, ông có ăn cái này không? Có. Ông ăn cái này không?
cho hai lạng đi. Cho ông bị sao đây ạ? Cái ở đây ạ. Ông đi khám chưa? Cho quan ạ. Vâng. Con nhất gì ạ? Cái nhất gì này? Cái nhất là làm búa. Hả? Là làm búa. Làm búa. Làm gì phải không? Ờ, tại làm gì đó này. Đấy là người Mông đấy. Dạ, vâng. Đây là tiếng Mông đấy. Đấy. Ông ăn đi nhá. Nào quả. Ờ, nào quả dữ quả. Có tiền gì? Ăn không có bắt hả? Ôi dạ, thôi, cháu no lắm rồi. Đấy, ăn nãy giờ rồi. Là người Mông hay là đi học tiếng Mông? Dạ. Dạ không, chẳng phải người Mông. Nào có nhiều quá. Ừ. Nào ai thầu tiên mù mù em mù tái sinh sai còn không mù quá chán quá. Giờ con nãy giờ cầu số chán à? Giếm mao này kìa. Chán nhẹ tay chán là giếm mao. Ồ. Có bao giếm mao này này. Nhẹ tay chán là giếm tinh. Ừ. Ê ông ăn đi nhá, cháu đi đây. Đây các bạn ạ, đây là một người bán tương ớt này. Và những cái bánh chưng này các bạn này. À, một cái bánh chưng này là 20.000 nha các bạn nhé. Đây mọi người bày bán rau ra cả ngoài này luôn này các bạn này. Hôm nay trời rất là mưa mà mọi người đi chợ bắt đầu khá là đông đấy các bạn. Trời mưa thì ở đây mọi người sẽ gọi là đi chợ muộn hơn. Hai anh em làm nồi hay làm bát? Một tí nữa cơ. Đang ấy. Đang dạo linh tinh. Biết vừa mới lấy được xong nên là thả vào xong. Cái này là ngựa ấy. Ngựa các bạn. Khỏi đau đầu. À ăn tiết ngựa khỏi đau đầu ạ. À đấy là cũng là một cái phương thuốc rất là hay chứ nhỉ. Đúng rồi. Ngựa khỏi đau đầu. Đây là em thấy là có thảo quả này. Đúng rồi. Có xả này, cái gì nữa anh? Có hoa hồi. Hoa hồi. Có sả. Ai chả nhiều gia vị quá anh. Đúng rồi. Lá thắng cố. Vâng. Tất cả các lá thắng cố là một cái thiếu được. Đây này lá thắng cố đây này em này. Đây này lá nhỏ nhỏ đây này. À đấy, đấy là lá thắng cố đấy ạ. Ừ. Thắng cố. Tất cả các lá thắng cố đều là không thể thiếu cái lá này đúng không nhỉ? Đúng rồi. Thắng cố đi anh ơi. Thơm ngon lắm này anh nhỉ. Đây là lá thắng cố đây này. Đây là lá thắng cố. Lúc thắng cố phải có cái lá này mới thành thắng cố được. Lá này chỉ trên vùng này mới có thôi. Đúng rồi, anh mang về dưới kia rồng nó cũng không sống được. Nó không hợp khí hậu. Trên này nó lạnh. Trên này thời tiết lạnh nó mới sống được. Chỉ có Bắc Hà với lại Sapa mới trồng được thôi. Chắc chú em vẫn trồng được rồi. Bảo Yên á, Bảo Yên nó cũng trồng được. Chị chủ quán rất thân thiện nhưng mà đang sợ dịch vẫn đeo khẩu trang. Nhà chị làm này lâu chưa chị? 5 năm. Thế là khá lâu đấy. Này là cứ bây giờ là cứ gia truyền. À em thấy nhà chị có hai bạn gái rất xinh nhá. À thế à? Đấy. Em thấy có biển tuyển nhân viên này. Nhân viên nhà chị đấy. À thì chắc là em cũng phải xin vào đây rửa bát thôi. Được thôi. Cho em vào một tí nhá. Rồi. Hello hai em. Không, em này chắc đang sợ dịch nên là đeo khẩu trang rồi. Em em tên gì đấy? Hương à? Hương à? Ồ, tên đẹp thế. À, bỏ khẩu trang chắc xinh gái lắm này. Em tên gì đấy? Em vua. Hả? Vua. Em ở đâu? Bản phố à? Em bao nhiêu tuổi rồi? 16 à? Lấy chồng nhá. Lấy chồng rồi á? Lấy chồng ở đâu em? À bọn em đi, như bọn em đi lấy chồng này nhá. Có phải mất trâu hay mất gì không? Không. Hả? Nhà mẹ đây à? Cháu chào cô nhá. Mẹ chào con cô đây à? Cái này 100 nhá. Cái này 100 á. Ôi, mấy trăm? 400 thôi. À gà rừng 400 này. Một đôi luôn các bạn ạ. Một cả đôi là 800. Cái gà rừng mà đúng không? Gà rừng. Ngon thế. Em
Cái bánh trước bao tiền đấy? 2.000 một cái. 2.000 một cái à? Bánh đen này em. Ê, cái này là của người dân tộc gì em? Dân tộc Tày à? Cái này có nhân gì không? Đậu với thịt à? À. Chạy một cái đi. Em gái ở đâu ấy? Ta trải à? Đấy mẹ em ở đây hả? À. Đây em gái rất là xinh gái. Đây. Cũng gì tiền? Em tên gì? Hả? Hạnh à? À hình như là anh gặp em một lần rồi. À trước mua bánh chưng. Trước cũng mua bánh chưng đúng không? Đi chồng như em. Học á? Học lớp mấy rồi? À, học Lào Cai á? 12 à? Năm nhất à? Đi đại học à? Em ơi cho anh hỏi một tí được không? Bộ quần áo của em này là mình tự may hay là mua hả em? Mua mà. Mua à? Bộ này là cái trị giá của nó khoảng bao nhiêu tiền em? Áo 200 à? Máy 200. À thế bộ này là bộ rẻ đúng không em? À, em có phải người Bắc Hà đi không? Có ạ. Em ở xã nào? Xã Bản Phố. Bản Phố à? Thấy chồng chưa? Rồi. Có con chưa? Có rồi. Có con rồi à? Bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi à? Anh cảm ơn nhá. Đâu em, một bạn rất là trẻ 18 tuổi đã có con rồi nhá các bạn nhá. À, bạn này bạn thuộc người dân tộc Hơ Mông. Thì mọi người ở đây thì hay gả cho nhau sớm ấy. À, vẫn cái phong tục cũ từ ngày xưa. Và đây là cái nội dung truyền tải của ngày hôm nay là những cái món ăn ở chợ phiên này nó như thế nào nha các bạn nhé. Bây giờ thì chắc là thôi cho mình xin phép gửi lời chúc năm mới đến các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái nội dung tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc Quê Tôi. Xin chào tất cả các bạn.